Kính chào toàn thể quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy lại quay trở lại với lớp các em ở cái môn thủ công lớp 1. Hôm nay là bài thứ 8 và đã là tuần thứ 13 rồi. Và như vậy thời gian trước đây chúng ta đã hoàn thành cái phần 1, đó chính là cái phần kẻ và xé dáng. Sang cái phần 2 này thì cái nội dung nó có phần khó hơn, nó đòi hỏi các em phải tập trung và tỉ mỉ hơn. Đó chính là cái phần chuẩn bị cho cái việc gấp hình. Đấy, cũng kẻ và gấp hình. Như vậy, trước khi đi vào cái phần 2 là các em gấp hình thì ở cái nội dung ngày hôm nay thầy cũng muốn giới thiệu trước cho các em một số các cái quy tắc để mà phục vụ cho cái việc mà gấp hình đó. Đặc biệt chính là những ký hiệu. Sau đây thầy mời các em xem cái phần nội dung chi tiết trên cái bản chiếu. Các em nhìn trên cái bản chiếu này. Đối với cái bài ngày hôm nay như thầy đã nói, chính là các cái quy ước cơ bản về gấp giấy và gấp hình. Như vậy các quy ước này đi kèm với đó chính là những cái ký hiệu mà thầy vừa nói với các em. Chúng ta đi vào cái phần nội dung bên trong. Mục tiêu của cái nội dung này để làm gì? Giúp cho các em biết được các cái ký hiệu, các cái quy ước về cái việc gấp giấy đó. Bước đầu, chúng ta gấp được giấy theo các ký hiệu và quy ước như sau. Chúng ta đi vào cái phần nội dung chi tiết. Thứ nhất, các em sẽ bắt gặp những cái đường gọi là đường dấu gấp giữa. Các em sẽ nghe những cái câu như vậy, những cái ký hiệu như vậy. Vậy thì cái đường dấu gấp giữa người ta ký hiệu như thế nào? Thì các em chú ý, đường dấu gấp giữa thì thông thường người ta sẽ ký hiệu một cái đường kẻ mà ở đó nó bao gồm những cái nét đứt, những cái nét đứt nối liền nhau. Các em thấy là ở trên cái đường kẻ này nó hoàn toàn là một cái đường không liền nhau mà nó được đứt, nó bị đứt từng đoạn như vậy, bị đứt từng đoạn như vậy. Đấy, các em lưu ý như thế. Và những cái đoạn này là những đoạn đều nhau. Và thông thường cái dấu gấp giữa này, cái dấu gấp giữa này nó có thể là theo chiều ngang, nhưng nó cũng có thể là theo chiều dọc. Theo chiều ngang là để các em gấp từ trên xuống hoặc là từ dưới lên ở vị trí ở giữa, còn theo chiều dọc thì để cho các em gấp qua bên trái hoặc gấp qua bên phải theo cái đường ở giữa đó. Chúng ta bước sang cái ký hiệu thứ hai. Đó chính là ký hiệu đường dấu gấp. Lúc nãy là đường dấu gấp ở giữa. Ở giữa có nghĩa là ở giữa tờ giấy. Ở giữa tờ giấy hoặc là ở giữa cái hình đó. Còn bây giờ là ký hiệu đường dấu gấp. Có nghĩa là khi các em bắt gặp cái đường này thì biết ngay là cái vị trí đó là vị trí chúng ta sẽ phải gấp. Thế thì ký hiệu đường dấu gấp này người ta cũng sẽ ký hiệu bằng một cái đường kẻ mà ở đó nó cũng là nét đứt. Có nghĩa là cái đường kẻ này nó không liền nhau mà nó cũng sẽ bị đứt như vậy. Tuy nhiên, cái nét đứt này nó có phần khác với cái đường dấu gấp giữa ở cái điểm. Những cái đoạn này là không đều nhau. Không đều nhau. Và nếu các em quan sát cho kỹ thì nó sẽ là từng đoạn ngắn, rồi lại chấm, rồi lại đoạn ngắn, rồi lại chấm. Cứ như thế nó tạo thành một cái đường kẻ. Thì cái đường kẻ này chính là đường ký hiệu cho cái đường dấu gấp. Như vậy khi chúng ta dở cái sách thủ công ra, nơi nào mà có cái đường mà các em thấy nó y như thế này thì các em hiểu là chỗ đó chúng ta sẽ phải gấp theo cái đường đó. Và tương tự như cái đường dấu gấp giữa thì đường dấu gấp này nó cũng sẽ có hai dạng. Một dạng là các em gấp từ trên xuống hoặc là từ dưới lên thì nó sẽ nằm ngang. Một dạng là theo chiều dọc. Như vậy là để gấp từ trái qua phải hoặc là từ phải qua trái. Tất nhiên nó sẽ có thêm một cái dạng nữa là dạng đường chéo. Thì khi sau này vào trong nội dung bài cụ thể, nếu chúng ta gặp phải như vậy thì thầy sẽ giải thích thêm. Thứ ba, đó là ký hiệu đường dấu gấp vào. Nghĩa là kết hợp với cái đường dấu gấp đó,
khi các em bắt gặp những ký hiệu như thế này, những ký hiệu nó có cái hình mũi tên, nó có hình mũi tên như thế này, thì các em biết ngay là chúng ta sẽ phải gấp theo chiều nào. Thầy ví dụ, nếu các em thấy cái đường dấu gấp này, thấy cái đường dấu gấp này kèm với cái mũi tên này, cái mũi tên này là đang chỉ từ cái chiều ở phía trên đi xuống. Như vậy các em sẽ biết được là chúng ta sẽ phải gấp từ trên xuống. Đấy, gấp từ trên xuống. Ngược lại, cái mũi tên này là mũi tên theo chiều hướng đi lên. Thì như vậy, kết hợp với cái đường dấu gấp này, các em sẽ hiểu ngay là chúng ta sẽ gấp từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên. Tương tự như vậy, từ trái qua bên phải, hoặc từ phải sang bên trái. Từ phải sang bên trái. Đấy. Như vậy chúng ta lưu ý, khi kết hợp ký hiệu đường dấu gấp cộng với ký hiệu cái hướng gấp, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta gấp theo hướng nào. Sau cùng chúng ta có cái ký hiệu đường chéo. Như vậy ở trường hợp này nó hoàn toàn khác với trên xuống, dưới lên, trái qua phải, phải qua trái, mà nó sẽ là đi theo đường chéo. Thế thì khi các em bắt gặp cái ký hiệu này kèm với cái đường dấu gấp, thì chúng ta sẽ biết được gấp theo đường chéo, tức là chéo thì chéo từ dưới lên trên góc phải, hay là từ dưới lên trên góc trái. Ngược lại, từ trên xuống dưới góc phải, hoặc là từ trên xuống dưới góc trái. Thì sau này chúng ta đi vào cái phần nội dung bài cụ thể, thì thầy sẽ hướng dẫn chi tiết và kỹ hơn cho các em. Ký hiệu thứ tư, đó chính là cái ký hiệu mà lật sang mặt sau. Lật sang mặt sau. Sau này chúng ta đi vào cái phần bài cụ thể, các em sẽ bắt gặp những ký hiệu tương tự như thế này. Nghĩa là khi chúng ta bắt gặp ký hiệu thế này á, thì chúng ta biết được là sẽ phải lật sang cái mặt sau của tờ giấy thủ công, hoặc lật sang cái mặt sau của cái hình mà chúng ta đang gấp. Thì các em thông thường chúng ta sẽ lấy ký hiệu như thế này. Ở đây thầy lấy một cái hình minh họa là cái bài gấp chiếc mũ calo. Thì các em thấy là ở đây nó có một ký hiệu mũi tên nó cong cong như thế này. Đấy, mũi tên nó cong ra ngoài như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là chúng ta sẽ lật sang cái mặt sau của cái hình này. Đây là phía trước, đây là phía trước. Khi chúng ta gặp cái mũi tên này thì chúng ta sẽ hiểu là các em sẽ phải lật sang mặt sau. Nó cũng giống như là thầy đang cầm cái quyển vở này là ở mặt trước. Khi thầy gặp ký hiệu này thì thầy sẽ lật ra mặt sau. Lật ra mặt sau như thế này. Đấy, lật ra mặt sau như thế này. Đấy, các em dễ hiểu không? Thì ký hiệu này người ta gọi là ký hiệu lật sang mặt bên kia, hoặc là ký hiệu lật sang mặt sau. Các em hiểu theo cái từ nào cũng được, miễn là chúng ta sẽ phải lật cái mặt còn lại ra. Như thế là chúng ta có 4 cái quy ước, 4 quy tắc như vậy. Khi các em đi vào cái bài mà chúng ta bắt gặp những ký hiệu như thế này, thì các em nhớ cho thầy, từng ký hiệu như vậy nó sẽ là từng cái kiểu gấp khác nhau. Và như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em một số các cái ký hiệu, các cái nguyên tắc để các em biết được trong cái quá trình chúng ta gấp hình. Các em lưu ý, khi chúng ta nhìn vào những cái ký hiệu như vậy thì các em sẽ biết được là chúng ta sẽ thực hiện ra làm sao. Hy vọng các em về nhà mở cái phần mềm iBook này lên, chúng ta ôn lại, cũng như là chúng ta xem trước các cái nội dung của bài mới để chúng ta hình dung trước được các cái ký hiệu đó, các cái bước đó nó sẽ thực hiện như thế nào. Chúc các em có một cái tuần học tới thành công.